sự thì giờ chỉ cần là kỹ thuật thôi. Ừ. Rồi phải từ kỹ thuật đi lên. Đúng rồi. Cái đắt cái rẻ không nói. Đừng nói đắt rẻ mà mình hãy nói về những cái chuyên môn từ những cái căn bản. Từ những cái căn bản trong cái bộ môn chơi này. Chứ đừng nói đến tiền, đừng mang tiền với cả mang ông này ông kia giao lẻ nhau, tất cả cái đấy là phông bạt hết. Mình chỉ còn quan tâm, tôi ví dụ tôi mua một món hàng hóa thì tôi quan tâm là cái món hàng hóa này nó chất lượng ở chỗ nào, kỹ thuật nó ra làm sao, tạo hình như thế nào, từ nguyên liệu thô nó phải qua cái khâu nào. Đấy, đấy tôi quan tâm đến cái đấy, chứ còn ông đừng có nói là ông này ông kia. Đấy thì em thực ra em đang cần cái kiểu như thế, tức là đang không biết là làm tám nên như nào. Chơi cái cây này, anh nói luôn nhá. Chơi cái cây này này, nó phải đi từ cái căn bản. Nếu như em xác định làm một cái cây từ một cái phôi. Vâng. Phôi tức là như thế này. Đúng rồi. Thành một cái tác phẩm như vậy, nó phải qua cái bước đầu tiên căn bản là gì? Phải từ ông nông dân. Nông dân làm sao là biết nuôi trồng, ít nhất ông phải biết nuôi cho nó sống, nó lớn cái đã. Đó. Đấy là cái nông dân. Tiếp theo nữa mới là cái người thợ cắt tỉa. Thợ như công viên ấy, cắt tỉa làm sao để thành một cắt tỉa, sau đó mới thành nghệ nhân được. Từ cắt tỉa, từ nghệ nhân thành nghệ sĩ thì nó lại là một cái cấp độ khác. Và mỗi một cấp độ nó khó dần. Em chơi điện tử game online chưa? Vâng. Đấy, thì em thấy mỗi một cái level từ 1 đến 10 rất dễ. Từ 10 đến 20 là nó khó dần rồi. Luyện châu bò là bắt đầu luyện level là chậm lên rồi. Từ 20 đến 30 nó lại chậm nữa. Thì cứ từ từ học nuôi trồng cho nó tốt đi. Bây giờ như em đang trồng thì đến cái đoạn mà làm dễ này với cả làm chi em đang thắc mắc là, có nghĩa là em đã bắt đầu biết cách làm dễ rồi đúng không? Và em đang thắc mắc là làm để mà trông nó có bệ ấy, thì nên là để nó dễ nó dài hẳn xong mình cắt ngắn hay là mình cắt ngắn thường xuyên định kỳ? Cái thứ nhất là em đang nói về chủng loại cây gì? Thì đang nói xanh vậy ạ? Anh sẽ nói, anh em mình sẽ nói về xanh chi nhá. Vì mỗi một loại cây là có một kỹ thuật khác nhau. Thì bây giờ mình nói về xanh si thì nó là cái loại dễ nhất trên đời rồi. Thứ nhất là khi mà em làm một cái cây xanh, em muốn tạo một bộ bệ, thì đầu tiên cái phôi xử lý ban đầu của em phải thu bệ theo cái định hình mà em mong muốn đúng không? Và em nuôi thì em nuôi như thế, việc đầu tiên từ cái phôi thế, việc đầu tiên anh phải cần phải có một cái cành chứ chưa phải có chi. Từ cành mới ra chi. Thế thì cái cành đấy nó sẽ tương ứng với một cái rễ. Cành nào rễ đấy. Thế thì mỗi một cái cành tương ứng một cái rễ. Em muốn cái cành to thì đương nhiên cái rễ của em cũng phải to. Thế thì khi cái cành nó to đến đoạn mà em mong muốn rồi, em cắt giật. Có đúng không? Rồi rồi rồi. Đúng rồi. Thế thì cái rễ em phải cắt giật. Rồi. Có đúng không? Vâng. Và qua nhiều lần cắt giật, em không, dù em có không muốn đi chăng nữa thì cái bệ của em nó vẫn cứ đẹp. Vâng. Đặc biệt là khi em có ý thức em xử lý bệ về nó mỏng và em trồng. Thế thì đấy là một cái cách cơ bản nhất. Thế còn ngoài cái cách đấy ra còn rất nhiều cách khác để mà mình có thể tạo ra cái hiệu quả ngay tức thì. Thế thì cứ từ học cái căn bản đi. Đấy thì là bây giờ là, tức là nhiều khi là lúc mới chơi ấy, nhiều khi là kiểu thấy cái này vươn tí ấy, cắt búa rồi. Thế nhiều khi có cái kiểu khác là nuôi nó to hẳn xong bắt đầu mới cắt. Đấy. Thế thì anh phải nói với em nhá, khi em đã có ý thức làm bệ và em muốn cắt giật, tức là em đang muốn chơi kỹ và em muốn chinh phục thành một tác phẩm, chứ em không còn là thương mại nữa. Tức là khi mà người chơi đã bắt đầu vào chơi kỹ, thế thì họ sẽ thường gặp phải một số những trường hợp như sau này mà rất là dễ mắc này, đặc biệt là mới chơi, ham cắt quá. Đấy đúng rồi, chính xác. Đấy, em cũng đang bị cái đấy, tức là em phải hỏi là một lần nuôi to như này cắt hay là cứ để lý nhí cắt? Đúng rồi, đấy, có nghĩa là em đang bị ham cắt quá. Vâng, đấy, chính xác. Thế thì khi mà cắt cái cây phải biết cắt vào thời điểm nào, lúc nào và phục vụ cho mục đích gì. Anh có một cái clip anh dạy rất rõ, đó là nếu như không có một cái ý tưởng rõ ràng thì tuyệt đối không động thủ. Đôi khi cái người mới bắt đầu chơi mà cắt kỹ rồi, có ý thức làm kỹ là hay ngứa tay cắt theo cảm hứng, không có kế hoạch rõ ràng. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì đấy là cái lúc mà họ đang bị mơ hồ. Và lúc đấy là cái cảm xúc là quyết định, là ngứa tay la cắt. Vâng, đúng rồi. Đúng không? Và nhiều lần như thế là còn về phôi, cây không lớn hết được đâu. Đấy thì nó lớn chậm mà nó hay bị cái giật. Cái bộ, việc cắt tỉa cánh gà ấy. Em phải hiểu về căn bản, cái việc cắt tỉa để làm gì. Cái cắt tỉa đầu tiên là giúp tôi định hình. Định hình theo cái đường nét đi theo hướng của tôi.
Đầu tiên là cắt tỉa là phục vụ cái việc tạo hình. Cái thứ hai nữa, trong cái chuyện cắt tỉa em phải đảm bảo được cái tính sinh trưởng của cái cây. Nếu em cắt quá nhiều không hợp lý thì cái cây nó bị chột. Em biết thôi nhá. Ừ, thôi đi. Em hiểu không? Có nghĩa là khi chúng ta cắt tỉa nó phải có mục đích, ý đồ rõ ràng. Còn nếu như chúng ta cắt tỉa theo một kiểu cảm hứng nó bất, nó không chuẩn thì đương nhiên là cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ tương ứng với cái tư duy của chúng ta. Đó, thế thì về cái cắt giật là em phải hiểu nó là như thế. Chúng ta nên có một cái ý thức rõ ràng là tôi cắt để làm gì, tôi phục vụ mục đích gì, và nên suy nghĩ kỹ trước khi cắt. Thế thôi. Anh cũng ngày xưa anh cũng có những phát anh va như em mà, tức là anh cũng khi anh bắt đầu làm cây anh ham cắt tỉa. Thế nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là làm cây đó bao gồm bệ, sau đến thân đến cành. Thế thì em cắt cái cành sẽ tương ảnh hưởng đến cái bệ. Đúng rồi. Cũng như cắt cái bệ ảnh hưởng đến cái cành. Đúng rồi. Làm trên làm dưới chúng ta phải luôn luôn duy trì, phải nắm bắt được cả hai cái. Thì cái mà chúng ta nhìn thấy thường thì là cái cành. Thế nhưng rất ít người nhìn được hết được cái phần phát triển của cái bệ. Thế nhưng mà ở cái trình độ ví dụ như của anh nhìn một cái cây, anh cắt một cái cành, anh đọc luôn cái bệ ở dưới là bệ hết đất nó che rồi đúng không? Và anh hình dung được luôn là cái bệ ở phía dưới nó sẽ tương ứng với cái rễ nào, nó sẽ chạy đi đâu và nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Và đôi khi chúng ta có thể khi nào nắm bắt được cái đấy thì khi mình cắt tỉa mình có thể điều chỉnh bằng cách phun kích thích, phân phước các thứ, thời điểm nào thúc trồi thúc chiết, phải nắm vững được cái đấy. Thì đấy là cái nông nghiệp em nên nắm vững, sau này em làm cây nó rất là dễ. Đấy là cái căn bản đấy. Nắm vững được cái đấy rồi thì sau đó em mới đi vào tạo hình. Về cây mà sinh trưởng thì em cũng được học từ em. Anh thấy em nói đến làm dễ là anh biết là em ngày có xưa, tìm hiểu ấy. Ngày xưa em cũng học sinh mà. Ừ. Em học đại học sinh tổng hợp mà. Ừ. Là cũng học qua một ít về thực vật. Thế thì em nó cái đấy là em là tương đối hơn nhiều người rồi đấy. Nhiều người mua cây về, thậm chí mua cây đẹp về cũng chưa biết cái đấy đâu. Đấy là tốt, đấy là cái nền tảng để em có thể trao đổi các tỉ. Cái nữa là cái kiểu mà mấy cái phôi mà kiểu các cái giống xanh anh mà mình muốn kiếm ấy, thì liệu kiếm được cái chỗ nào mà nó trong cái ý em muốn tìm cái nguồn phôi nguyên liệu đấy để cho em tìm ấy. Thế thì ngày xưa khi mà anh đi săn phôi ấy thì là anh hay đi về các cái vùng quê, cộng thêm là anh khi mà vùng quê nó khan hiếm quá thì anh hay vào nhà các người chơi lâu năm ấy, có những cái cây già quý ấy, thì anh mua về anh phá về làm phôi. Thì đấy là ngày xưa của anh. Thế nhưng ngày nay thì cây búc nó phát triển, cái nguồn cây các thứ nó rất là nhiều. Ngày xưa anh cứ nghĩ rằng là nguồn cây đẹp phải ở quê, nhưng thực tế qua chục năm chơi cây thì anh thấy là nguồn phôi đẹp thực tế nó lại ở các cái thành phố trung tâm. Nó giống như hàng hóa ấy, tức là mình đang muốn tìm cái phân khúc hàng hóa cao cấp, chính là nó lại nằm tập kết ở thành phố, tức là ở Hà Nội. Thế thì nguồn phôi bây giờ thì nó có rất là nhiều nguồn. Nếu như em cần thì anh sẽ chia sẻ cho em một số những người mà thường bán những cái phôi. Nhưng cái vấn đề là anh muốn biết là em chơi cây theo cái lối nào. Em thì bây giờ đang ở cái đoạn theo lối gọi là gối mini, tầm trung hay tầm đại. Đấy, tầm mini thôi ạ. Đấy, thế là em là muốn mini đúng không? Cái kiểu em đang muốn bây giờ nó là một là trực, hai là kiểu trội sẻ anh tự nhiên ấy. Thế thì khi em bước vào chơi cây em đã chọn cho mình một cái trường phái nào chưa, một cái định hướng nào đấy để em theo đuổi chưa, vì chơi này nó là dài hạn. Đúng rồi, em phải đấy, chọn cho mình một cái định hướng. Thì em đang tập trung vào hai cái là cái dáng trực cổ điển bình thường, ừ, với cả cái dáng tự nhiên trổi sẻ, ừ, xòe xòe tán. Đấy, thì em đang chơi hai cái dáng đấy, là hai dáng căn bản đúng không? Vâng. Dáng trực lát nữa anh chia sẻ cho, có một vài bạn ý cung cấp cái nguồn phôi nó khá là ok, giá hợp lý. Ví dụ như em đây thằng Nguyễn Hưng ấy, thằng Hưng nó có nhiều phôi hay mà. Lát nữa anh kết nối cho nó, Nguyễn Hưng nó ở nhà lò võ đi 6 ấy. À đấy. Ừ. Em thì đang muốn nuôi mấy cây làm móng thôi. Làm móng á? Và em không thích chơi nam điền. Làm móng thì tương đối là khó. Làm móng thì về bản chất ấy là lá móng là nó là loại cây thân dây và rễ nhiều. Rất là nếu em kiếm lá móng là gần như nó một dòng xanh rất là quý. Thì cái dòng đấy, bản chất của dòng đấy là nó tìm những cái cốt đẹp nó không nhiều. Thì anh chấp nhận là nuôi. Có nghĩa là em phải chấp nhận là phải kiên trì đi săn.
anh có, anh biết cái vùng rất là nhiều là mọc. Ở nhà em thì cũng có nhưng mà nó chỉ đang ở cái mức là khởi điểm thôi, tức là nó chỉ như này nhỏ nhỏ. Thì mình vẫn chấp nhận thôi tại vì là mình chẳng biết nguồn nào khác cả. Làm móng thì đang được anh chỉ cho các bạn cái vùng đấy là vùng chuyên làm móng mà nó từng có sốt, cái vùng đấy nó vẫn còn những nguyên liệu cổ từ ngày xưa để mà cho em tạo hình. Có chứ. Cái vùng đấy là vùng chính là cái vùng sốt làm móng đấy. Ở cái phía đi qua cầu đi về thì anh đi ô tô là anh cũng đéo biết đường toàn anh em nó đèo đi. Nhưng mà anh mới đi, lát nữa anh gửi cái nick cậu ấy cho. Anh đặt hàng cậu ấy, cậu có giá lắm hợp lý mà. Mới chơi thì giá nó phải hợp lý đi, còn làm gì mà đã đến mức mà mua phôi thì giá nó rẻ lắm, không đắt đâu. Chứ không có cái loại bé tí là cứ chục 20 triệu thì bố ai mà chơi được. Đấy bây giờ toàn thế thì sợ luôn. Tháng lương người ta được có chục triệu, ông bán phôi ông chục triệu mà có phải bị điên à? Bọn mày cứ mua thử xem làm ra cái gì không? Vâng. Có ra cái vào mắt. Là nhiều ông là cứ nghĩ là tương lai nó như thế này nọ, nhưng mà ông thử xem tương lai của ông như thế nào đi. Là bọn buôn cây nó cứ vẽ ra cho các ông tương lai. Khi mua cây bọn buôn cây nó cứ hay bảo là sau này làm ra cái này cái kia. Sau đó là lấy ví dụ là ông này bán cây người này tỷ, người này kia tỷ. Thế là anh em cứ nhảy vào mua, quên mẹ đi. Em thì tức là cái trải nghiệm mà nuôi trồng ý, thì em thực ra là có 1 năm thôi. Nhưng mà em thì suy nghĩ về nó rất nhiều. Nên em cũng hiểu được là một cái vài cái là tức là em chưa giao lưu nhiều đâu, nhưng mà cái cảm quan với cái nhận định logic ấy thì mình nuôi như thế rồi mình biết là đấy cái thời gian mình trải qua là 1 năm đấy thì mới được như thế thôi. Nên là ông nhìn cái phôi như kia đi mà cái cốt cành nó như thế mà ông để mà cân đối được, ông xác định nó phải 15 năm. Anh hỏi em nhá. Bây giờ anh hỏi em, bây giờ chơi cây ấy, nó là chơi dài hạn. Vâng. 5 năm 10 năm. Vâng. Mà ông sốt bây giờ thế được. Tôi mua cái cây lúc sốt này bây giờ 5 năm sau mà liệu người ta còn sốt cái khác thì tôi chết à? Cho nên là Hà Nội là không có liên quan đến sốt. Chỉ có ven ngoan xong từ ven ngoại thành xong đến các tỉnh thôi, chứ còn Hà Nội gần như miễn nhiễm với sốt. Bỏ mày sốt kiểu gì sốt kệ. Thế còn cái bài học thực tế, anh gặp những cái cây xanh quê ấy, từ xưa nay nó tác phẩm bị triển lãm toàn xanh quê. Mà những cây xanh quê nó giao dịch khủng khiếp luôn. Cho nên là các bố cứ ngồi chém gió. Đấy cái là khi mà nhiều cái qua nhiều cái cây xanh ấy. Em cũng chưa trồng Nam Điền nhưng mà em nhìn qua thì em thấy Nam Điền vườn anh có mấy cây. Vâng, nhưng mà nó hay bị cái là nó hơi béo. Đúng rồi, và Nam Điền nó béo lắm. Cái nhất là ở cái size như này thì nó thành một cái bãi luôn rồi. Nếu mà qua mấy năm nuôi trông nó tức là cây cả nó già nhưng mà trông nó béo. Mà cái thẩm mỹ của mình nhìn già nó phải khắc khổ, nó phải nhăn nheo, nó phải nhỏ cơ. Bản chất em thấy con người mình thế, bé mình có thể béo tốt nhưng già rồi là người mình nó cô lại, nó nhăn nheo. Cái cây nó cũng thế, khi cái cây nó già rồi nó sẽ quắt lại, nó gọi là khô quắt lại chứ nó không mỡ màng, nó không béo. Thế thì thằng Nam Điền mà ở cái size như này này, yên tâm là không béo. Chơi được rồi. Trông nó... Bọn Nam Điền phải đưa lên size đại. Trung đại, đại. Đúng rồi, phải size đại thì nó trông mới được, chứ còn size mini mà Nam còn Điền. Cái độ già của Nam Điền thì nó lại già giả tạo. Tức là nó rất là nhanh lão hóa ở cái hình thức, cho bên trong cốt gỗ của nó rất là xốp. Xốp mà cả nó hiểu là em không hiểu tại sao nhiều người thích nhưng mà em thấy nó không phù hợp lắm về cái chuyện mà có cái gì đâu. Vì bây giờ làng cây đợt vừa rồi là anh nói em nghe là nó qua mấy lần các bố ấy chơi cây là gần như bị toang, tức là bị vỡ trận đấy. Qua nhiều lần vỡ trận rồi các bố phải tìm ra một cái loại cây nào đấy để mà thổi nó lên. Thì Nam Điền nó là loại nhiều đủ, như rất là nhiều tố chất để mà thầy. Và cái người buôn cây người ta cần xoay vòng vốn, nó cần phải thu được lợi tức nhanh. Cho nên là người ta phải đẩy Nam Điền lên chắc thế. Chứ thế em thấy để về hình thức với cả về lá nó cũng có đẹp đâu. Chứ còn buôn cây thì nếu như mặc ông nào buôn cây cũng vốn cũng 5-10 năm thì chết hết à. Lá nó cũng có đẹp đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao nhiều người